Xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang đứng mặt tiền đường bê tông xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đó. Hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà ngang 5m3 sau 21, có 80m1 tư nha. Đây. Đó. Nhìn rất là rộng rãi nha anh chị. Đó. Đó. Này là sang để ô tô luôn. Nhà mới 100% anh chạy, hai bên nhà kín hết luôn nha. Đó. Nhà này nhà mới 100% anh chạy nha. Gạch ghét các thứ, gạch này gạch đá luôn nha anh chạy. Đó, chỉ là đẹp luôn. Đây là phòng khách nè. Nhà này là 100% chưa ở anh chạy nha. Bên này là có cái kệ để trang trí, để đồ các thứ nè. Nhà mình là có hai phòng ngủ. Đây. Có máy lạnh ổng chờ sẵn hết rồi anh chị nha, giờ chỉ về bắt có thôi. Đó. Một phòng. Đó. Hai phòng ngủ. Nhà mình ngang 5m5 nhưng mà cái hành lang rất là rộng rãi nha anh chị. Đó. Đó. Bên này cũng có kệ nè. Để ấy nha, trưng bày được thứ nha. Đây, đây là bếp. Đó. Rất là đẹp luôn anh chị nha. Là lên nhà trên nè. Còn bên đây có giếng trời nè vậy nè. Xong rồi đây là chỗ này để máy giặt, còn bên này là rửa ráy và thứ đây. Đây là toilet. Phòng toilet là dán hết tường luôn chị nha. Mới 100% nha anh chị. Hướng mình là hướng bắc anh chị nha. Anh chị nào mà thích căn này liên hệ cho em. Vị trí của mình là cách biển khoảng độ biển Long Hải khoảng độ 8 km và cách thành phố Bà Rịa 4 km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng độ 90 km nha. Đó, giá chủ yếu là bán là 2.150 tỷ. Anh chị nào thiện chí liên hệ gặp trực tiếp chỗ làm việc nha. Đó, này là giá thì bớt nhẹ thôi nha anh chị. Rồi em quay sơ cái sổ cho anh chị xem nha. Trước này. Rồi, ai thích căn này liên hệ cho em nha. Để xe này, để xe ô tô 7 chỗ được nha anh chị nha. 9 chỗ nha. Địa chỉ là xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thửa đất số là 555, tờ bản đồ số 5 anh chị nha. Diện tích là 107m2. Đất ở là 50 nha anh chị. Đây. Ngang 5m3 nhưng mà thực tế 5m5 anh chị nha. Sau 20 nha anh chị. Sau 20m42 là sau 20m, gần 20m5 anh chị nha. Rồi. Nè. Đường hẻm này rộng 5m nè. Anh chị nào thích thì liên hệ cho em nha.